Xin chào tất cả các anh em nha. Video này giới thiệu các anh em tham gia một chương trình giveaway ăn chia tổng giải thưởng là 10.000 USDT từ sàn Binance các bạn. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả của mình thì các bạn sẽ có một cái tài khoản này các bạn. Thì các bạn vào follow từ Twitter và retweet từ tweet rồi các bạn bấm vào continue các bạn. Bước thứ ba thì các bạn download app Binance app rồi bạn bấm continue nữa. Rồi mình đã nhận được 8. Tiếp tục thì các bạn visit Binance Facebook nữa. Rồi các bạn nhấp vào các bạn. Các bạn. Khang các bạn. Rồi tất cả các bạn bấm continue. Ok, được 2 nữa mọi người. 10 boy à. Không ta, đúng rồi các bạn. Tiếp tục thì các bạn lấy cái link này mà chỉ get fin. Ok, còn bác chị ba các bạn chỉ làm xong tất cả nhiệm vụ thì các bạn sẽ nhận được 10 boy này các bạn. Rồi các bạn chỉ việc lấy link ghép và chia sẻ cho bạn bè và người thân mỗi được ghép các bạn sẽ nhận được 5 boy này các bạn. Vậy video đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.